Rồi, đam mê săn bắt 83 xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem video của mình luôn nha. Nay mình tiếp tục hành trình đi thăm bầy rắn đó nha. Bỏ biết bao nhiêu ngày rồi, giờ mới có thời gian đi thăm. Ngày cánh đồng này chuyến rồi mình lại thăm thì lúa còn rất là thấp luôn đó nha. Mới xạ mấy ngày, chuyến này lại thì lúa cao cỡ này rồi đó. Bẫy, luồng bẫy mình bỏ cũng quá lâu luôn rồi. Đây là đầu ngày của mình. Mình cũng chạy tới cái bẫy đầu tiên luôn rồi. Chuột lúa túi lưới mình bỏ sẵn sàng hết trơn. Mời cả nhà cùng vô thăm cái đầu tiên luôn nha. Thì trước tiên vô thăm cái đầu tiên thì cũng xin chúc của chú anh chị và tất cả các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Mọi công việc đều thành công. Chúc anh em đồng nghiệp mình có một chuyến thăm bẫy trúng mánh nha. Hôm nay mình đi thăm không biết sao đây. Giờ đồng bên này đỏ lên cao dặm xong hết trơn à. Cái khu này thì mình còn có 3 cái. Chuyến rồi mình rút hết còn mấy cái. Chuyến rồi thâm thắt thấy màu luôn, không biết chuyến này sao đây. Cái đầu tiên. Đây. Đây địa hình thì nó rất là êm. Rồi cái này vớt chết luôn. Cái thứ hai, cái đầu tiên chứ vớt chết rồi cả nhà. Thôi bỏ lâu quá rồi, bóp máy luôn cả nhà. Trong này mình cũng có một cái luôn, bỏ lâu quá cỏ lên cỡ này, chuột cũng còn đâu nữa, chết hết trơn. Nhưng cố gắng cái gì không chứ, tính ra cái luồng này mình đánh hơn 3 tháng rồi. Nhưng mình giờ đi đâu rồi ta? Rồi, lọt xuống tới dưới luôn rồi. Có cái gì không này? Cái đường nó khó xuống. Nước ngập. Ngập ở trên mình lọn tới rất xuống tới dưới này. Chuột yên sinh luôn. Có kéo vậy á. Tới cái bẫy thứ ba của mình luôn. Cái khu này làm như hết gắn hay sao? Năm hai cái chưa quốc à. Cái thứ ba này có gì không đây? Như mới có 3 tháng mấy mình để hết gắn sao ta? Đường vô khó thăm lắm. Rồi. Nhẹ luôn, vớt chết luôn. Chuột yên sinh luôn. Rồi, ở đây mình cũng có một cái luôn. Thì mình qua khu mới cái nha. Cái bờ dừa trống này thấy gì mới dính gắn bự bự không. Chuyến này thì mất cái bẫy luôn rồi. Chó nó giật mất tiêu rồi cái nha. Rồi xong phiên luôn. Mất bẫy. Chó nó giật mất tiêu à. Này thăm mấy chuyến đều dính không? Dính gắn bự không? Có dính đường con 700-800 gram đó nha. Này dấu chó nó vừa vần chứ không phải là người. Nát luôn. Tha video mất tiêu cái bẫy. Rồi cái đầu tiên, khu đầu tiên mất gái. Và giờ chống lỏng đã. Trong này mình cũng có cái luôn. Đây thì hình rất là ngon nha. Khu này mình tin tưởng nhất luôn. Vì bên kia ruộng, bên đây là vườn. Có hàng bụi chơi gai quá êm. Mà chuyến rồi mình thăm thì chết quá. Chuyến này biết có gì không. Bẫy thì thấy còn rồi đó. Nhưng mà không biết có gì không đây. Hình như chuột chết gì. Chuột yên sinh luôn. Chuột yên sinh ở đời nào chứ. Thấy láng láng tưởng đâu có hàng. Thua. Vớt chết.
Ở đây mình cũng có một cái luôn. Bẫy bỏ càng lâu thì càng chết chuột. Mà nó thâm không dính luôn đó nha. Chết chuột không. Đây mình cũng có một cái chiến rồi dính được con hành ba nhỏ xíu. Nhưng mà biết có gì không này. À, cái này có phân này. Đây cái nha. Phân xong nhẹ. Ổ hành đó nha. Con hành đầu tiên. Này chắc cứ không được nhảy. Cái đống phân tao bự. Phân bự một con hành thì nhỏ. Thôi kệ có cũng mang cũng mừng à. Rồi ốp máy cái nha. Trong này mình cũng có một cái luôn. Cái này dính được có một con đầu tiên tới giờ hết thấy dính cái nha. Hình thì nó ngon. Mình đặt ngay góc bờ. Góc clip nè. Mà hết thấy chạy luôn. Cái đầu tiên thì làm được con hành nhì chào bá. Nhẹ luôn. Chuột chết luôn. Chuột chết thôi đời nào luôn. Rồi trong này đây mình cũng có một cái luôn. Mình neo thử vài chiến nó coi không chạy thì mình kiếm đường mới được. Thằng bài thất kiểu này chết. Chuột nó chết quá. Ờ cái này có phần này. Phần cục chà bá nữa cả nhà. Bự không? Cũng đầm tay đấy. Hành nhầy vậy cả nhà. Tưởng nó hành nhất à. Này. Con này chắc tầm 3-4 lạng á. Phân vô lâu dữ lắm. Mưa bão mà khô hết phân luôn cả nhà. Con thì cũng được, cũng ngon đó. Mấy cái dính được 2 con. Phu này dính được 2 con. Con này chắc cỡ 3 lạng mấy. Vô lâu à, quá trời lâu luôn. Rồi, ốp máy luôn cái nha. Trong này mình cũng có 1 cái luôn. Nguyên cái khu này mình đặt có 1 cái. Vừa này cũng quá êm mà. Nó hơi trống cái nha. Đặt con cái không biết có cái gì không này. Khui. Có phần. Ồ có phần. Đây cái nhà. Phần cục đen thôi lùi. Con gì đây. Ổ hành. Ngày cái hành ba này. Ồ con này chắc nhì vậy cái nhà. Này phần nó ỉa ra cục. Cũng được. 3 con này. À, để mình kiếm chỗ mình bắt gắn ra luôn cả nha. Rồi mình thăm cái bẫy này xong mình bắt gắn ra luôn cả nha. Nãy mình tích bắt cái khu kia mà có nhạc mình không dám bắt nên mình chạy lại đây mình bắt luôn. Thì đây là địa điểm mình thường hay bắt gắn nè. Lúa lên cỡ này. Lúa của mình này. Đây mình bắt thường xuyên bắt ở đây. Đây mình có cái bẫy. Hình như cái này là cái bẫy nhỏ. Quớt chết luôn. Chuột còn cái gì đây. Này không có gắn sao ta. Chuột còn luôn đó nha. Chúng dai dữ à. Ốp máy mình bắt gắn ra luôn đó nha. Rồi tiến hành bắt ba gắn ra luôn đó nha. Nửa luồng bẫy được 3 con. Thì chơi chật thêm cái nữa chứ. 3 con thì biết được nhì không. Hôm nãy giờ đâu cũng được 10 cái, mười mấy cái à. Mình thăm nhiều khu mà khu 2 cái, 3 cái. Có cái khu dính 3. 2 con hành này là 2 con hay là 3 con ta. Như cái khu đó là 7 cái. Này hổ hành nhẹ nha. Này, 3 lạng mấy á. Vô cũng lâu. Vô mà tới gắn khô chứ. Vì mình à, khu mình xả lúa nên mình không có được đi thăm. Xả lúa xong rồi tới lễ, nghỉ lễ nữa. Bỏ tới giờ luôn, mình ra cả nửa tháng trời. Đây, còn
Đó, con này cũng nhị luôn. Cua này mình cũng 3 tháng rồi. Con này thì lớn hơn con hồi nãy. Cũng cỡ luôn, không lớn hơn. 3 lạng mấy 4 lạng. Này dính hình nhì không ngon nè. Hy vọng còn chục cái mấy cái sau này làm em hành nhất là đủ rồi đó. Thường thường mình chỉ tiêu của mình là 2 kg giống là đủ rồi, không cần nhiều. Mình thăm ít 7 thăm 10 mấy cái thôi. Chỉ có cái khu này là nhiều nhất mà giờ không biết còn nhiêu 7. Con này rất ba luôn quá cả nhà. Yếu hình nhì à, hình ba. Đi cái gì cắn là tét lưng luôn. Ba con này chắc không cả ký à. 300-400 gram không. Đây. Khu này thì ít chó phá mà chuột nó hao. Còn cái khu bữa hổm mình thăm chó giật không là 10 mấy cái 7 luôn. Rồi tới cái tiếp theo mình chia sẻ luôn cả nhà. Trong này mình cũng có 1 cái luôn cả nhà. Cái này là khu mới, mình mới chạy nền này chứ ngồi đâu được 4 cái 5 cái mình cũng quên. Này chuyến thăm đầu tiên của nó luôn. Biết có gì không? Cái trống lỏng luôn, không thấy phân bọng hết trơn. Chỗ mới mà. Rồi chuột vẫn còn hơn quá. Ráp máy luôn đó nha. Rồi, trong này mình cũng có 1 cái luôn. Ở đây thì mình mới chạy nền không. Bên đây cũng mới xả đó nha. Xả ở đâu cũng 10 mấy ngày. Xả ở đây chắc chuột nó gắn nó cũng chưa chạy mạnh. Bẫy nằm trong lỏng trong lơ. Có gì không đó. Rồi nặng nặng nè. Có hàng hột chín hổ hành nè cả nhà. Không đành. Còn hành nhì chà bá nè. Ồ, quá đã. Mới 2 cái thì dính đường con. Này ngon rồi. Con này tầm 4 lạng, 5 lạng. 4 lạng mấy à. Quá êm. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Trong này mình cũng có 1 cái luôn. Ông trời ông chuyển mưa đang lùi hết trơn. Trắng xó hết trơn, mới có 11 giờ. Ở này đó, tối thui. Cái thứ tư, cái cuối cùng của cái khu này. Làm em hành khủng rồi. Hiện giờ thấy trong lỏng trong lơ luôn. Nhẹ luôn cái nha. Toàn chuột không. Rồi chuột nguyên sinh rồi, đời của lý nào luôn. Ở đây mình cũng có 1 cái cả nhà. Nằm dưới này mình phải đi tới đây xuống mới được. Trời ông đang mưa. Có cái điện thoại. Có cái gì không đây. Này chứ ngồi dính được con hàng ba. Nhỏ chiếc này. Chiếc này thì dính hôn ngựa cả nhà. Mình thấy à. Con ngựa này cũng không bự. 4 lạng, 4-5 lạng. Chạch ra là thấy cái lưng con chả à. Bánh mì Sài Gòn. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Khu này thì ta cũng đang dặm xong rồi cả nhà. Chuyển rồi thì mình lại thì lúa mới đâu 7-8 ngày. Bây giờ được dặm đó, chuẩn bị nửa tháng tuần nữa là ướt đồng. Ở trong này mình cũng có 1 cái luôn. Nên cái bẫy này thăm chính toàn cắn nhỏ không. Ủa hình 3 không. Hôm nay bờ kinh này nó trống. Rồi xong rồi đó, thấy chân chuột nguyên sinh rồi đó. Dướng cái gì mình nặng dữ. Rồi dướng cây nặng, tưởng đâu có hàng vip rồi chứ. Làm hết hồn. Cuối cùng không có cái gì luôn. Rồi trong này mình cũng có 1 cái luôn. Nhưng mình còn cái này cái nữa cũng hết luôn 7 rồi đó nha. Hết
thăm xong thì mình mới bắt rắn ra. Giật con hành với con ngựa đó mình cũng chưa bắt. Bảy nó nằm ở đây dùi gai đâm. Mình cũng mới chạy nền, không biết có gì không. Ồ, có phần này, phần này, phần cục đen. Ồ, một em hành nữa cả nhà. Con này không được nhầy rồi, dù cũng lâu rồi phân nó bị đóng đóng luôn. Cũng được, khu này con hành con ngựa rồi, ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái bẫy cuối cùng của mình luôn cả nhà, không biết còn cái nào không nữa, nhưng mà mình chỉ còn nhớ cái bẫy này thôi. Mà cái bẫy này hình như bị ngộ, không lẽ bị mất nữa rồi. Bẫy này đặt là thấy nó êm nhất luôn. Chà, ngộ nè. Này con chừng là bị mất rồi. Cái dấu vạch nè, hình như mình nhét ở đây thì phải. Ồ, chắc này bị mất quá. Bẫy này tin tưởng. Ồ, còn tưởng nó mất chứ. Ồ, có phân luôn cả nhà. Đây, phân trắng này lý hai cái hai con luôn. Con này cũng không lớn, con này chắc cũng mới vô. Vụn con ốc nóc này mới vô. Rồi, ốp máy luôn cái nha. Rồi tiến hành bắt bốn gắn ra luôn cái nha. Thăm xong luồng bảy luôn, lấy chuột về 20 cái, chuột 20 con bây giờ. Hình như là thiếu chuột luôn rồi. Được 3 con hành, 1 con ngựa nha. Con ngựa khoảng 3-4 lạng nha, 4-5 lạng đó. Gặp chuột luôn rồi. Rút 7 về 1 cái nữa. Này cũng được. Này chắc cũng dám dám 2 ký. Ủa, hành ba hành nhì, con này ra trước, mình không biết, chắc là ba quá, bỏ lâu chuột nó hao quá cả nhà. Con này thì hành ba đó, lớp, chỉ dính hành không đi, không dính con ngựa làm gì, dính thêm con ngựa. Cái bẫy này bị đốt, đó là lòm luôn. Đốt mà vẫn còn xài được. Ồ, con này nó mập. Chắc còn chuột quá. Mới vô. Bụng còn cứng ngắc à. Vô. Ở đây không vô. Ừ. Nhanh bò ra không? Nhưng không ngờ chắc có ký mấy à. Cua này thì dầm hết trơn. Cố gắng chạy mạnh đó cả nhà. Con này có 4-5 lạng cả nhà, 4-5 lạng á. Con này là lớn nhất con buổi thăm bảy ngày hôm nay. Chắc cỡ 500 gram cái nha, bự á, một bú nô, 500, này cũng được những ký hành nhì, cái này có 2 ký à, chung hơn 2 ký là ngon rồi, con này cũng mới vô luôn. Em hổ ngựa bánh mì Sài Gòn gà cắn. Con này nó mập, ngựa
cái cả nhà. Tưởng đâu bữa nay thất thủ à, gì cũng ngon à. Hơn 2 kg gắn, dèm dèm 3 kg, 2 kg mấy á, là yếu 3 kg, 2 kg mấy. Này cũng êm, hay lấy 20 con chuột đi không đủ luôn, giờ hết luôn, 20 con sạch luôn, chết chuột, ngồi thăm, còn có 3 con chuột còn sống, hầu như chuột chết chuột không, cũng êm đó cả nhà. À, cho mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Hẹn cho anh chị về các bạn trong clip tiếp theo luôn nha. Bye bye.